Đăng nhập Free Fire ngày 1/1/2021 để khám phá vườn hoa anh đào trong bản đồ mới và nhận vô số quà. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với rất là nhiều sự kiện mới nhá. Thì sắp tới chúng ta cũng có skin, skin nâng cấp rồi. Nói chung là skin cũng khá là đẹp. Và xe của chúng ta ấy có hai skin nâng cấp, đó chính là UMB ngày bô ra này và AK dùng xanh đó. Sắp tới thì chúng ta sẽ có Sky nhá. Tiếp theo thì có M40 này. Đó, 3 skin súng rất là nhiều người chúng ta thích đúng không? Mình vẫn khá là thích M40 nhá. Ok, và chúng ta cùng xem qua cái skin Sky nâng cấp ấy nó sẽ như thế nào nhá. Nói chung là cái skin này ấy có mấy con cá mập nó bao quanh trông rất là đẹp, và hiệu ứng khi mà chúng ta tiêu diệt kẻ địch ấy có mấy con cá mập nó nhảy lên đó. Nói chung là AK dùng xanh thì có một cái linh hồn nó bay lên, còn cái này ấy có một con cá mập nó đớp lên nhở. Rồi, nói chung là hiệu ứng thì nó khá là đẹp, không thể chê vào đâu được. Nhưng mà theo mình nhá, bạn đâu mà có cái sơ ca đẳng cấp Titan ấy thì thôi dùng cái đó cũng được, còn bạn đâu mà có điều kiện thì quất luôn thôi. Theo mình thì chắc chắn cái này ấy sẽ ra vào cái dịp gần Tết, và mọi người chắc chắn là chúng ta xúc được rồi đúng không? Và tiếp theo chúng ta có tiệc tối vui vẻ này. Ở đây mọi người chơi game 10 phút từ lúc 6 giờ tối ấy có ngay trang phục miễn phí này, hình như là cái này nhá, là từng hôm có trang phục khác nhau đó. Và không biết là ngày mai là trang phục gì, còn tối ngày hôm nay ấy mọi người chơi từ lúc 6 giờ tới 21:59 này, tức là 10 giờ ấy, mọi người sẽ được trang phục này trong 24 giờ. Chúng ta test thử thôi, khi mọi người chơi game chỉ có 10 phút à, khá là ngon đúng không? Theo mình nếu mà ngày mai ấy người ta cho trang phục máu B free này 24 giờ cho mọi người test ấy thì rất là thích đúng không? Ok, nói chung là trong 24 giờ nhưng mà cũng khá là ngon. Và ở đây mọi người có một kêu đãi cuối năm này, nhận thêm 50% kim cương miễn phí luôn. Ở đây khi mọi người chúng ta nạp kim cương ấy được thêm 50% nhá. Tức là như thế này, mọi người nạp 100 kim cương thì sẽ được thêm 50 kim cương. Và cái này nhá, có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, nạp một lần hay là nạp cái này nhiều lần. Ok, mình cũng nói qua mọi người nhá, là khi mọi người nạp trong đây ấy chỉ được một lần thôi, và cái lần sau nếu mọi người vào ấy vẫn thấy nhưng mà không được nhá, chỉ được một lần từ khi sự kiện bắt đầu thôi. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ rút kim cương trong cái số của mình nhá. Vì rút cái này ấy chúng ta cũng được tính khuyến mãi như cái kia nhá, vì chúng ta đều nạp qua ID đó, mọi người rút là chắc chắn chúng ta được khuyến mãi như cái kia luôn. Ok, ở đây mình có rút 456 kim cương, tức là mình có 100 kim cương rồi. Sau khi rút xong mình có 824 kim cương này, mọi người thấy chưa? Rút nói chung là mọi người chờ khoảng 1 phút thôi à, mình rút khá là nhiều rồi. Và nếu mà chúng ta nạp kim cương ấy, mọi người nhớ chọn cái gói cao nhất mọi người có thể nạp được để chúng ta đỡ tốn khuyến mãi lần này nhá. Vì nạp càng cao được càng nhiều kim cương đó. Tiếp theo thì mình sẽ chơi cái sự kiện truy tìm mảnh ghép xem có gì trúng không nhá. Mình thấy khá là nhiều bạn bảo mình test cái sự kiện này đi. Ok, mình sẽ test cho mọi người xem nhá. Và cái giá chúng ta mở đầu tiên có 9 kim cương thôi à. Đó, không biết là gì trúng hay không đây. Rồi, thức ăn trợ thủ này. Lần tiếp theo mất 29 kim cương, được vé quay kim cương. Ok, 49 kim cương này. Hộp súng quái thú. Nói chung là cái skin quái thú này mình full hết rồi. Trúng vé quay súng này, 99 kim cương. Chúng ta trúng được hộp phi ở bảy rồng. Nói chung là 99 kim cương mọi người quay được khá là nhiều lượt này. Rồi, chúng ta trúng được một cái mảnh đầu tiên rồi. Vẫn 99 kim cương à? Rồi, vậy là lần tiếp theo chúng ta lên 199 kim cương và 399 này. Khá là chát nhở, mình còn thiếu 2 hiệu nữa chúng ta mới được cái này. Chắc là trong video sau mình sẽ nạp vào và test cho mọi người xem nhở. Ok, hộp khủng long này. Rất là nhiều hộp. Rồi, hình như là mình không biết là cái này nó có cho vào tủ đồ luôn không nhở. Đây, từ từ mình sẽ kéo xuống phía dưới đây xem nhá. Mình không biết là cái này nó có cho vào tủ đồ luôn không thôi.
hình như là chúng ta không cho vào tủ đồ luôn rồi. Vậy là không vào tủ đồ luôn thì chắc là nó vào phần hộp thư thôi. Nếu mà nó không vào phần tủ đồ. Ok, vậy là chúng ta vào cái phần hộp thư rồi. Đây, nếu mà vào như thế thì mình cần đăng xuất game ra, mình vào lại thì chúng ta mới được. Ok, và tiếp theo thì mình có quay lại vào game rồi. Mình ích mấy cái này đi nhá, để chúng ta nhận quà. Đây, rất là nhiều hành động mới này. À, có một cái hành động mới. Đây, hành động này này, vũ điệu Ấn Độ. Thôi, cái này, hành động này khá là hay nhở. Ok, thì video của mình chắc có lẽ cũng kết thúc đây thôi. Và nếu mọi người thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký giúp cho mình nhá. Bye bye anh em, hẹn lại anh em trong video tiếp theo nhá.